Đạo cấm Dòng tay nói Vì Phật đạo Cho nên chế cấm Các điều ác Gọi nó là đạo cấm Điều này chính là giới tiểu thừa Trong Phật Pháp Nội hàm của giới tiểu thừa Chính là Không làm các điều ác Ví dụ như trong năm giới Không sát sanh Không trộm cắp Không tà dâm Không giọng ngữ Không uống rượu Đây gọi là đạo cấm Ngăn cấm Nhất định không được làm Trong người thiện cũng như vậy nó chia thân khẩu ý làm ba nghiệp Thân nghiệp không sát sanh Không trộm cắp Không tà dâm Tương đồng với năm giới Trong khẩu nghiệp Không nói dối Nó còn có không nói tay hai lưỡi Không nói thêu dệt, Không nói ác Cuối cùng là ý nghiệp Ý nghiệp là không khởi tâm đồng nghiệp, Không tham Không sân Không si trong phẩm kim trên nói về ngũ giới và thập thiện xuất gia tại gia đều cần phải học tập hơn nữa yêu cầu phải thực hành một trăm phần trăm Vì sao vậy? Đây là gốc của Đức Trì giới niệm Phật mới là gốc của Đức Niệm Phật không trì giới thì không được Gốc của Đức này bị quý vị phá hỏng rồi Bị năm ác năm ác là tham sân si mạng nghi bị mười ác mười ác là ngược lại của mười thiện bị nó phá hoại rồi nó thật sự là gốc của đức gốc của dạng đức vì sao chúng ta ngày ngày niệm phật a di đà vẫn còn tội nghiệp sâu dày như vậy theo lý mà nói thì tất cả tội nghiệp đều phải tiêu trừ sạch sẽ vì sao người niệm phật vẫn còn tội nghiệp sâu dày như vậy vì niệm phật mà không trì giới trong từng tiếng niệm phật đều xen tạp năm ác mười ác nguyên nhân là ở đây vậy Nếu như hiện tại những người học Phật Trong thế gian này Những người tu tịnh độ Niệm Phật A-di-đà Đều có thể tu năm giới Mười điều thiện cho tu Không phạm giới Không phá giới thế giới này sẽ không có nhiều tai nạn như vậy xã hội ngày nay trên trái đất tai nạn nhiều như vậy người học phật có thể không có trách nhiệm được sao Sự việc này Chúng ta mỗi ngày Hai thời công phu sáng tối Đều nên phản tỉnh Năm giới mười điều thiện có phạm hay không? Tam quy y không cần nói nữa Vì sao vậy Tam quy y là căn bản mà làm không được Thì đều là giả Tiêu chuẩn của Phật Pháp Đầy đủ tam quy y Mới là đệ tử thật sự của Như Lai quy là trở về, y là nương tựa. Tôi từ tự mấy hoặc điên đảo quay đầu lại, nương tựa vào tự tánh giác, đây gọi là quy y phật. Chúng ta làm chưa được. Từ ta tri ta kiến quay đầu lại. Nương tựa chánh trì chánh kiến Cũng chưa làm được Từ thân tâm nhiễm ô quay đầu lại Nương tựa thanh tịnh Đây gọi là quy y tăng Cũng chưa làm được Cho nên tam quy y là giả Không phải là thật tam quy là nguyên tắc chỉ đạo tổng thể, nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Quý vị vừa vào cửa Phật, muốn bái người thầy, người thầy liền đem chỉ đạo tu học cao nhất truyền trao cho quý vị. Quý vị phải niệm niệm ghi nhớ. Quý vị trong một đời này cởi tâm động niệm, nói năng tạo tác đều phải tương ưng với nó. Quý vị không tương ứng là sai rồi Sai rồi mà tự xưng là đệ tử Phật Thì đó là gì? Gọi là mạo danh đệ tử Phật Không phải là thật Nó là giả Điều giả này liền có tội Vì sao vậy? Vì quý vị chưa làm được làm cho xã hội đại chúng phê bình Phật Pháp Đệ tử Phật là như vậy đấy Như vậy không phải là mất mặt Phật Đà sao Khiến Phật Đà bị xã hội đại chúng làm cho xấu đi Những người quý y này có phải chịu trách nhiệm không? có phải chịu quả báo không vậy là rõ rồi vì sao ngày nay những người học phật này lại làm ra những sự việc như vậy so với lời giáo huấn của phật đà Thì tương phản 180 độ Điều này chúng ta phải phản tìm Chúng ta phải giác ngộ vì sao ngạn ngữ lại nói trước cửa địa ngục nhiều tăng đạo tăng đạo đều là người tu hành ý nghĩa này chính là đại đa số đều đến địa ngục rồi thật không nên tăng đạo phải chứng quả đạo phải thành thần thành tiên học phật phải thành phật thành bồ tát vậy tại sao tu sai rồi Đối với giáo huấn của Kim điển Chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của nó Cho nên những hành vi bất thiện của bản thân Vẫn tiếp tục Không thể đoạn trừ Không thể chuyển biến Vẫn cứ tạo ta Thậm chí người thường trong thế gian này Vẫn còn những tội lỗi nghiêm trọng Nguyên nhân là đây vậy Cho nên trong kinh nói điều này Chứ phạm đạo cấm Câu nói này quan trọng Không thể vi phạm Đạo cấm là giới độ trong lục độ vậy Bố thí trì giới Nhẫn nhục nhẫn đồ Nhẫn nhục ba la mật Tinh tấn là tinh tấn ba la mật Bất cứ việc gì đều có thể nhận Tướng trạng của nhẫn là Tùy duyên Hai loại nguyện trong mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát Hàng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Chính là nhẫn nhục ba la mật Có thể hàng thuận chúng sanh Có thể tùy hỷ Đối với những hành vi tạo tác của tất cả chúng sanh Chỉ cần họ không phải ác Đều có thể nhận Đều nên tùy thuận Không chấp trước thành kiến của mình Vậy là đúng rồi tiêu chuẩn của hành vi giới luật trong giới kinh có kinh văn quy định đại thừa nói là tam tụ tịnh giới tức giới luật có ba loại có ghi chế bằng gian tự rõ ràng là một loại trong ba loại Đây là luật tạng trong tam tạng Quy định tiêu chuẩn trong cuộc sống hàng ngày Sởi tâm động niệm nội năng tạo tá Đây là giới luật Loại thứ hai không có gian tự Phật không nói nhưng chúng ta từ bộ phận thứ nhất mà học được đối với khái niệm thiện ác chúng ta hiểu được đối với bản thân đối với người khác có lợi ích không có điểm xấu đây chính là thiện trong luật nghi giới đây là loại có văn tự quy định rõ ràng Không nói không được hút thuốc Vậy chúng ta nghĩ xem thuốc lá đối với thân thể có lợi hay không Đối với đại chúng có lợi ích hay không Không có lợi ích Vậy Phật không nói cấm Chúng ta cũng phải bỏ nó Đây là không có văn tự quy định Giống như loại này Loại này gọi là gì? Gọi là nhiếp thiện Pháp giới Không hút thuốc là thiện Pháp Trong kinh Phật không nói đến Thật sự đối với bản thân có lợi ích Thân tâm khỏe mạnh có lợi ích Đối với an toàn của xã hội đại chúng có lợi ích Nhiếp thiện Pháp giới Điều này là đối với bản thân Đối với đại chúng thì sao Phật không nói đến Sự việc đối với đại chúng Có lợi ích nên là Đó là gì Nhiếp thọ chúng sanh giới phải hiểu được từ đây có thể biết được có ghi chép bằng gian tự không nhiều không có ghi chép bằng gian tự thì nhiều lắm nhiều lắm phải luôn luôn nghĩ đến việc đối với sức khỏe của thân tâm bản thân có tổn hại thì không được làm Việc đối với chúng sanh có lợi ích nhất định phải làm Cho nên giới luật là linh hòa Là nguyên tắc, nguyên lý, vĩnh hằng bất biến Nhẫn nhục Có người nếu như không thể nhận Thì không thể đắc định Cho nên nhẫn nhục Là tiền phương tiện của thiền định Cũng chính là quý vị Đắc ta muội Đắc được điều kiện cơ sở của thiền định Điều gì cũng có thể nhẫn nhục Không thể để ở trong tâm Nhân tâm thanh tịnh dễ dàng đắc định tin tấn thì có thể khai trí tuệ vì thế nhẫn nhục tin tấn rồi sẽ đạt được thiền định bát nhạc